Xin chào các anh chị. Xin chào các anh chị, xin chào cả nhà Facebook. Hôm nay chúng ta là chương trình khôi phục tâm thức Việt số 80 với chủ đề là từ bỏ đảng có phải là kẻ phản quốc. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ, cùng tìm hiểu cái nỗi lòng của người được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà gán ghép với đủ thứ mọi từ ngữ: kẻ ăn cháo đá bát, kẻ phản quốc, kẻ phản bội. Thì trước khi mà chúng ta vào cái chủ đề ngày hôm nay thì anh chị xin mời quý vị nghe một ca khúc nhanh chóng, ngắn gọn, và sau đó chúng ta sẽ gặp gỡ liền cái vị khách mời, bởi vì ông chỉ có thể dành cho chương trình của chúng ta 45 phút mà thôi. Tuổi 30 năm sau đem biển đông dừng những giấc mơ.
Sông Việt Nam của nhạc sĩ Từ Yên. Nếu anh chị không lầm thì vợ chồng nhạc sĩ Từ Yên là ở trên San Jose thì phải. Các anh chị, hôm nay vị khách mời của chúng ta là ông Đặng Xuân Hùng. Anh Đặng Xuân Hùng rất là dễ thương và gần gũi, thân tình. Thật ra anh chị thường gọi xưng hô anh em. Thì trước khi mời anh Đặng Xuân Hùng lên màn hình livestream cùng với chúng ta đó, thì anh chị xin đọc cho các anh chị nghe tuyên bố ra khỏi đảng. Anh Đặng Xuân Hùng viết vào ngày 26 tháng Giêng năm 2014. Kính gửi văn phòng Đảng ủy Bộ Ngoại giao. Tôi tên là Đặng Xuân Hùng, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1961, vào đảng ngày 28 tháng 2 năm 1986. Tôi viết thư này để thông báo rằng tôi từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã từng hy vọng cùng với những diễn biến mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận bỏ Điều 4 Hiến pháp, chấp nhận một sự cởi mở dù là nhỏ trong chính trị để đưa đất nước ra khỏi vòng luẩn quẩn, áp dụng một chế độ như ông Lý Quang Diệu đã làm ở Singapore. Đấy cũng là hy vọng chung của đông đảo người dân Việt Nam. Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Gần đây, những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt, có những bài vè chế giễu nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung Quốc có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế Cộng sản dựng lên thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết vào năm 1932. Mọi niềm tin đã bị đánh cắp, tôi tuyên bố ra khỏi đảng ngày 5 tháng 12 năm 2013. Đó là cái lời tuyên bố ra khỏi đảng mà ông Đặng Xuân Hùng đã viết gửi cho Bộ Ngoại giao, cũng như là ông đăng công khai ở trên Facebook của ông tên là Đặng Xuân Hùng. Các anh chị, cái ca khúc vừa rồi là Trả lại cho tôi non sông Việt Nam, thì ở trên cái YouTube mà họ đánh cái số 2, thành ra là anh chị nói đó là cái ca khúc số 2. Nếu nó không phải, các anh chị chỉnh lại nó là số 1 thì cũng được. Nhưng mà ở trên YouTube thì họ để là số 2 ha các anh chị. Anh chị vừa mới đọc cho các anh chị đó là tuyên bố ra khỏi đảng của ông Đặng Xuân Hùng. Các anh chị biết rằng là cái hành động này đó ngay lập tức được nhà cầm quyền đáp trả ở trên nhiều cái diễn đàn lắm, ở trên mạng. Các anh chị vào Google, các anh chị gõ tiểu sử của Đặng Xuân Hùng thì nó sẽ ra một loạt, chẳng những là tiểu sử của ông mà tất cả những cái bài viết liên quan về Đặng Xuân Hùng. Và ở trong đó anh chị thấy rằng là có những cái từ ngữ mà họ dành cho một cái người từng là đồng đội, đồng chí của họ. Kẻ phản bội, kẻ phản quốc, kẻ ăn cháo, đá bát, rất là nhiều. Ví dụ như họ viết rằng là
Khi về những cái ngày tháng mà được ăn cơm của Đảng, nhà nước và nhân dân đó, thì kẻ đểu cán Đặng Xương Hùng tỏ rõ sự khốn nạn bằng cách cố tình ăn cháo đá bát. Đặng Xương Hùng viết: "Tôi không dám trách, nhưng cũng thấy cần phải nói rõ tâm trạng của mình khi cũng từng bị coi là cộng sản nằm vùng. Những lúc đó đau lắm đồng bào ơi, nó như những cái lưỡi dao cắt ngang lòng nhiệt huyết. Lúc đó tôi phải cố tự kìm lòng để tự nhủ thời gian sẽ là thước đo chứng giám cho mình." Đúng là giọng điệu của một kẻ đểu cán khốn nạn. Sự đểu cán đó càng thể hiện rõ hơn khi Đặng Xương Hùng cố tình nhồi nhét những giọng điệu bợ đít cờ vàng. Kinh nghiệm của tôi là khi tôi đã tin và yêu những con người bên cờ vàng thì mới là lúc tôi chọn cờ vàng. Đại khái như vậy. Khi đọc bài viết của Đặng Xương Hùng, ta thấy sặc một mùi bất mãn. Rõ ràng là lịch sử đã chứng minh không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì đất nước khó có thể thống nhất được như ngày hôm nay, không thể có chế độ xã hội chủ nghĩa, bla bla bla. Trời ơi, nếu mà không có cái điều đó thì nói thật là dân tộc Việt Nam chắc là cúng heo để mà ăn mừng cái sự kiện đó. Từ cái ngày mà có cái sự xuất hiện ra đời của cái Đảng Cộng sản và dẫn dắt đưa cái dân tộc này cũng như là cái cuộc chiến mà kêu là giải phóng và thống nhất đất nước, thì trời, phải nói rằng là toàn dân Việt Nam ngày trước chỉ có một nửa nước Việt Nam ở ngoài miền Bắc chịu cái ách đó. Và từ cái ngày có cái biến cố mà Nam tiến mà kêu là giải phóng đồng bào miền Nam và thống nhất đất nước, thì phải nói rằng toàn dân cả nước mà nhất là những cái người dân miền Nam sống trong cái sự uất nghẹn, bởi vì họ đang có những cái đời sống thanh bình, êm ấm, no đủ mà họ bị phỏng giái các anh chị. Thành ra họ biến thành những cái con người phải nói là cùng cực. Chẳng những là cái sự mà tham lam cướp bóc mà còn trả thù tàn bạo của cái nhà cầm quyền phương Bắc. Thì khi mà các anh chị lên trên Google đó, các anh chị gõ vào thì các anh chị sẽ thấy nó có nhiều bài viết về anh Đặng Xương Hùng lắm, với đủ mọi giọng điệu hết. Tuy nhiên là ngày hôm nay đó, anh chị mời anh Đặng Xương Hùng lên diễn đàn để mà cùng chia sẻ cái tâm tình. Anh Hùng ơi, đây anh chị thấy anh Hùng rồi. Xương Hùng lên lên diễn đàn của chúng ta. Không biết được chưa? Dạ được rồi, chào anh Hùng. Ok. Chào anh Chi. Dạ chào Chào anh. mọi người, chào tất cả mọi người theo dõi cái phòng cái livestream này của anh Chi Dạ. với Hùng. Rồi anh Hùng, cho em một cho em 10 giây để em check với lại khán giả. Các anh chị nghe cái âm Ok. thanh, các anh chị nghe cái âm thanh có rõ không? Các anh chị nghe âm thanh có tốt không? Nghe giọng của anh Hùng có rõ không? Hình của Hùng có đã được chưa? Không biết là Hình ngồi thế nào. không, hình của anh Hùng rất là tốt rồi, hình của anh Hùng Ok, rất là rõ. Bây giờ đang ok. đang đang hỏi coi mọi người nghe giọng của anh Đặng Xuân Hùng rõ ràng chứ hả? Các anh chị, cho anh chị hỏi thăm rằng là các anh chị nghe anh Đặng Xuân Hùng nói có rõ không? Hùng nói này, Hùng nói mọi người có nghe thấy không? Nói như ông Hồ. Tôi nói ông bà nghe rõ không? Rồi, ok, khán giả nghe rõ. Bây giờ như thế này nè, bởi vì anh Hùng á không có nhiều thời gian cho chương trình, anh Hùng chỉ có 45 phút. Như vậy thì anh Chi xin bắt đầu Ok. ngay. Merci Anh anh Chi chị. vâng, anh Chi đọc thấy cái câu hỏi đầu tiên đó, anh Chi đọc thấy cái tiểu sử của anh Đặng Xuân Hùng là sinh ra và lớn lên phát triển trong một cái môi trường mà có truyền thống cách mạng, truyền thống về chủ nghĩa cộng sản. Như vậy thì mà bản thân anh lại là một cái đảng viên cao cấp và anh giữ cái cấp bậc cao trong cái Bộ Ngoại giao. Như vậy thì ở cái thời điểm nào trong anh có cái sự chuyển biến mà vì sao lại xuất hiện cái điều này mà theo các đồng chí cộng sản thì hay gọi đó là cái quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa? Mời anh. Thưa anh Chi và tất cả mọi người, thì cũng cũng phải nói là nhận thức con người thì nó không phải là một chỉ không 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 thể không không có một cái thời điểm nào mà nó biến chuyển từ từ cái nhận thức này nó sang cái nhận thức khác. Nó chỉ là một cái quá trình, nó quá trình rồi mình mới kiểm nghiệm, mình mới tự hỏi mình, rồi mới quan sát bên ngoài. Thế về để thì mới thấy rằng là mình mới thay đổi được cái nhận thức và mình mới vỡ lẽ được ra nhiều điều. Thế thì
Hùng thì sống ở dưới chế độ của cộng sản từ từ sinh ra và dưới chế độ cộng sản, thì Hùng đã ngay từ bé thì Hùng cũng đã thấy có những cái gì đó nó cũng không 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 nó cũng không 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 được bình thường cho lắm, không bình thường cho lắm. Thí dụ như là khi mà mình có đủ nhận thức rồi ấy, đủ lớn rồi đấy, đủ nhận thức rồi ấy, thì mình thấy cuộc chiến giữa người miền Bắc với người miền Nam nó cũng hết sức vô lý đấy. Và khi mà được nghe những cái ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn thì thôi, Hùng bắt đầu nghĩ rằng à, đây là một cuộc chiến giữa người Việt Nam với nhau, giữa 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 người anh với người em với nhau. Đấy, nó chưa 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 rõ ràng là chúng ta đã đi vào một cuộc chiến hết sức phi lý. Thế và tất nhiên thì Hùng đã nhận thấy rằng là cái tác giả và phần chủ động nó là thuộc thuộc cộng sản miền Bắc. Miền Bắc nó muốn thâu tóm, muốn cộng sản hóa toàn đất nước Việt Nam. Thế thì đấy cũng là một cái chuyển biến lúc ban đầu. Rồi đi làm thì cũng thấy rằng là cũng ngay ông làm thì cũng có những anh lớn tuổi, anh cũng 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 cũng, cũng thể hiện cái ý đó. Thí dụ như anh kể những câu chuyện như là ở Ba Lan, nó thắc mắc với mọi người rằng là Ba Lan bọn tao mời Mỹ vào còn không được, bọn mày lại đánh Mỹ, đuổi Mỹ ra khỏi đấy. thì thì thì, thì tất cả những cái thứ đó tất cả những cái thứ đó nó làm cho mình một một cái bắt đầu nó chuyển biến. Thì thế rồi rồi cuộc sống chẳng hạn, cuộc sống khi mà đã cả hai miền rồi ấy, thì cũng cũng tuy là có xảy ra chiến tranh đấy, nhưng mà nó cũng loanh quanh luẩn quẩn lúng túng. Rồi đồng bào, nghĩa là người dân cả hai miền đều khổ, người miền Bắc khổ lâu nay đã đành, người miền Nam lại khổ theo nữa. Thế thì Hùng cũng nghĩ rằng là, và Hùng đã thấy rằng là tại sao lại như thế, tại sao nó lại gây ra, tại sao nó, thì cuối cùng thì Hùng cũng nghĩ rằng là do vướng vào cái chủ nghĩa cộng sản, vướng vào cái học thuyết Mác Lênin, rồi nó xây dựng một cái chế độ và những người lãnh đạo nó bất tài. Do đó là đưa đưa đất nước mình vào trong một cái sự tụt hậu rất lớn so với nhân loại. Bởi vì Hùng thì cũng được đi đi đây đi đó, thì cũng quan sát bên ngoài, rồi về về mới thấy rằng là cái mà cần học ở bên ngoài thì không chịu học, mà cứ cứ khăng khăng những điều mình làm là đúng. Đó là Hùng thấy rằng là không, với cái nhận thức bình thường và với một cái vận thức nhận thức một cách gọi là chính đáng ấy, thì Hùng không thấy những thứ đó có thể chấp nhận được. Họ chỉ vì cái lợi ích của những người lãnh đạo và coi thường cái lợi ích của người dân. Thì thế rồi 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 đến cái giai đoạn rằng là bức tường Berlin sụp đổ, thì là rõ ràng cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó đã sụp rồi. Thì mới quan sát thấy rằng là thế thì ông Việt Nam ông này nghĩa là ông co cụm lại, và ông nghĩa là đi ngược lại với cái xu thế đó. Họ muốn gọi là làm mọi cách để mà đi ngược lại cái xu thế đó. Thế và càng đi ngược cái xu thế đó thì họ càng đẩy cái mâu thuẫn của Đảng Cộng sản Việt Nam với chính nhân dân Việt Nam. Họ đã đi ngược lại lợi ích của nhân dân, họ đã phản bội lại người người dân Việt Nam. Thế do đó là tôi mới quyết định rằng là tôi tự hứa trong mình rằng là không thể là cộng sản đến cuối đời được. Đấy, chỉ có thời điểm nào mình tuyên bố cái điều đó mà thôi. Đấy. Thế thì cái thời điểm mà tôi tuyên bố thì nó cũng là cái thời điểm mà ông Trọng bố cái câu là
là 100 năm nữa không biết chủ nghĩa cộng sản đã có ở Việt Nam hay chưa. Rất buồn cười, mù quáng thật sự, một câu hết sức là thông minh cho mà ngọc ép. Thế do đó là tôi quyết định là thôi thôi chả còn gì nữa, không không thay đổi đâu, nó không thay đổi đâu. Mình thì trong cuộc thì mình cũng thích nhờ, à có khi nó cũng một lúc nào đó nhìn bên ngoài, nhìn xu thế nhìn bên ngoài thì có khi họ thay đổi, nhưng đứng đầu một đảng vậy phát chắc thôi, chắc không ai không thay đổi thôi. Ale kết thúc và từ bỏ đảng, từ bỏ hết tất cả những quyền lợi của mình, từ bỏ chức vụ. Ok, thế thì còn Vâng. cái chỗ câu mà tự chuyển hóa ấy, tự chuyển hóa thì phải nói là cộng sản nó sống được bằng ngu dân, sống được nó bằng phải ngu dân, nhưng mà dân dân đâu phải ngu đâu, tất cả trí thức rồi người ta cũng biết hết, người ta tự chuyển thì đấy nó tự chuyển hóa chứ. Tự chuyển hóa làm cái gì, nó đi ngược lại ý muốn của đảng sản thôi, chứ không phải nó là tự nhiên. Con người ta tự chuyển hóa không phải riêng Hùng mình Hùng tự chuyển hóa, mà tất cả đang chuyển hóa rồi, cả người dân cũng chuyển hóa rồi, người dân cũng vỡ lẽ hết ra rồi, chẳng qua rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam biến nó một thành một cái bệnh của đảng và lo sợ cho nó xảy ra lan tràn, chứ còn người ta chuyển hóa hết rồi, chả ông có cấm được nữa, người ta cũng cũng chuyển hóa. Ok, cảm ơn anh. Thật ra đó, lẽ ra là anh Chi sẽ đặt cho anh một cái câu hỏi rằng là với những cái diễn biến bên trong cái nhận thức để mà thay đổi một cái ý thức hệ lâu nay đó, thì anh có cảm thấy khó khăn dằn vặt gì hay không? Nhưng mà qua cái sự trả lời vừa rồi của anh đó, thì anh Chi thấy rõ ràng rằng là chẳng những không có quyết tâm dằn vặt gì cả, không có khó khăn dằn vặt gì cả, mà anh chỉ có cảm thấy hối tiếc rằng là tại sao mình không làm cái điều này sớm hơn, phải không? Không, với cả cũng có một cái thứ Thì rằng là thực ra mà nói, sau mỗi lần mà vỡ lẽ ra ấy, sau mỗi lần mà vỡ lẽ ra một điều gì đó đấy, thì mình cảm thấy à mình ngu, à mình hèn, rồi lại có lúc là mình bảo cả cái dân tộc lại bị lừa rồi, lừa hết, lừa đến giờ phút này vẫn còn người bị lừa. Thì tất nhiên được thôi, thì mọi người cũng đã vỡ lẽ hết ra rồi, người ta cam chịu thôi chứ không phải là người lừa được người ta. vâng. Thế thì bản thân của anh cũng như là gia đình thân nhân của anh ở trong nước đó, trước cái quyết định từ bỏ đảng của anh đó, thì anh cũng như gia đình hay thân nhân có gặp những cái áp lực nào, có gặp những cái sự hăm dọa hay là trả thù hay là có bị làm khó làm dễ gì không từ cái nhà cầm quyền thưa anh? Thực sự mà nói thì tôi cũng không, Hùng thì cũng không, trong khi mà mình ở trong chế độ thì mình cũng không không tỏ ra là chống đối một cách công khai. Mình chỉ có những diễn đàn không chính thức giữa giữa bạn bè với nhau, giữa người thân trong gia đình với nhau, hoặc thì phải nói là mọi người nhìn nhận là Hùng nó gay gắt với chế độ, nó có một cái thái độ rất là muốn xét lại cái chế độ đó cho nào. Và thực sự mà cũng có cũng người nói là ô thằng ông Hùng để phản động thế, ông Hùng để phản động thế. nhưng mà thực thực nhưng mà công khai thì Hùng không có phải viết gì cả, không có một cái không có không 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 để lộ cái ý, không để lộ cho để những người ta tự nhiên lại đưa vào chồng cho người ta trừng trị. chỉ tội chỉ Vâng. tội mình cả trong cơ quan thì cũng 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 có người cũng có nhận thấy rằng là cái sự thúc giục của thằng Hùng nó cũng mạnh, nó muốn phải nhanh lên, muốn phải phải khác đi. Thì có thì thành ra là Hùng, khi mà Hùng đi ấy, thì thực ra thì họ cũng không gay gắt lắm, không 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 gay gắt. Lúc đầu thì các anh các chị ở nhà thì cũng sợ, cũng bảo Hùng ơi đừng làm gì quá, làm quá thì Hùng cũng biết như vậy. Hùng cũng biết rằng là Hùng đã tính, gọi là tính trước rồi, Hùng đợi cho các anh hưu rồi
Hùng đó đầu mới mới làm, bởi vì họ chỉ nắm được người có tóc chứ không nắm được người cũng ít tóc, ít tóc. Thế nên là thôi, nhưng mà Hùng cũng dặn các anh chị rằng là mọi người ở nhà rằng là nên im lặng, nhưng mà nếu mà họ họ mới có một cái gọi là cái ép buộc nào đó thì không được chống, không được chống Hùng, chỉ im lặng thôi, phận người nào người làm người ấy chịu, kiên quyết cái lập trường như thế, chứ không chứ còn mà chứ mà phát biểu chống Hùng thì là họ sẽ lợi dụng và họ sẽ đe dọa được, và họ chính những cái đó họ sẽ đe dọa được chính gia đình mình. Đúng là Ok. khi mà chúng ta sống chung với lũ đó thì chúng ta phải tỉnh táo để mà trị thủy, phải không anh? Bây giờ anh chị xin hỏi anh câu hỏi số 5. Thưa các anh chị, thưa các anh chị ha, anh chị soạn câu hỏi, anh chị đánh số. Nhưng mà trong những cái ý vừa rồi mà anh Hùng trả lời đó thì có khi anh Hùng trả lời cả những cái câu hỏi kế tiếp. Thành ra bây giờ để cho anh em tiện theo dõi thì anh chị hỏi anh tới cái câu hỏi số 5. Đó là khi mà anh quyết định anh từ bỏ cái đảng cầm quyền, cái đảng mà bấy lâu nay anh phục vụ, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, và anh bị cái người của cầm quyền cũng như là ở trong đảng họ gọi anh là kẻ phản quốc, kẻ phản bội đảng thì đã đành. Khi anh bỏ đảng anh ra đi thì anh thành cái kẻ phản bội đảng thì đã đành, nhưng mà họ gọi anh là cái kẻ phản quốc thì anh phản biện cái điều này như thế nào? Đúng rồi, mình vì là phản lại họ thôi, chứ còn có phản phản quốc và phản phản dân tộc đâu. Ông Bùi Tín ấy, ông Bùi Tín thì ông là một kẻ phản bội to đùng, ông to đùng, ông phản bội từ trước, ông phản bội. Còn Hùng thì phản bội bé, phản bội tay phản bội bé hơn sau này. Thế thì phải nói rằng là cho đến giờ phút này á, chỉ có chính Đảng Cộng sản là phản bội là nhân dân thôi, phản bội là dân tộc thôi, chứ còn chả có ai mà phản bội lại, người ta chỉ phản bội lại chính Đảng Cộng sản thôi, tại vì Đảng Cộng sản đã đi ngược lại với nhân dân thì không xứng đáng để không phản bội, không xứng đáng để không phản bội. Chúng tôi đã phản bội lại Đảng, chúng tôi coi thường Đảng, chúng tôi từ bỏ Đảng, chúng tôi nhưng mà chúng tôi cái mà người ta gán ghép với chúng tôi thì càng nói họ họ lại phản bội lại nhân dân. Rồi như vậy á, cái ở đây á, là chúng ta đều hiểu cái khái niệm đảng phái và tổ quốc nó rất là rạch ròi. Tuy nhiên là đối với những cái em nhỏ em trẻ ở trong nước, sau cái quá trình mà tẩy não và nhồi sọ thì các em bị nhập nhằng giữa hai cái khái niệm phản bội đảng đồng nghĩa với lại là phản bội tổ quốc, bởi vì đảng và tổ quốc là một. Nhưng mà sự thật thì qua cái câu trả lời của anh Đặng Xuân Hùng nói cho các em thấy rằng là đảng là đảng và tổ quốc là dân tộc. Người dân của mình, dân tộc của mình mới là tổ quốc. Thì khi mà cái đảng này nó phản bội dân tộc mình, nó phản bội cái đất nước mình thì anh nó cảm thấy rằng nó không có xứng đáng để mình phải trung thành nữa, thì anh phản lại nó thôi. Rất là vui với cái câu trả lời của anh, hy vọng lại Cảm thêm ơn anh một chị, cái cảm ơn anh cú chị. sốc nữa. Hy vọng nó là một cái cú sốc điện nữa vào não trạng của các em. Bây giờ thì anh Chi xin hỏi anh câu hỏi kế tiếp, nó hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà anh chị nghĩ rằng là với cái sự cởi mở của anh thì anh sẽ sẵn lòng chia sẻ. Đó là cái hiện tượng mà nhũng nhiễu này, vòi vĩnh này, thu sai quy định này, thu không rõ ràng của các cái nhân viên lãnh sự quán trong cái bộ phận mà thị thực visa đó. Tất cả những cái điều đó nó gây lên một cái sự bất bình, mà nói theo cái ngôn từ ở trong nước đó là bức xúc đó, của bà con kiều bào mình. Mỗi khi mà họ muốn về thăm quê hương họ phải đi xin visa rồi đó, nó phiền toái lắm và nó tốn kém, nhiều cái cũng vô lý lắm. Thì với cái tư cách là một cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ đó, thì anh nói gì về cái tình trạng này? Thực ra thì ngay cả phía Việt Nam người ta cũng biết cái đó, nhưng mà người ta cũng loay hoay, người ta cũng chưa có cách nào làm. Thế nhưng là làm thứ nhất là tôi cũng ví những chuyện là visa
của các sứ quán mà ngày xưa tôi cũng làm đấy, thì nó như là cái bỏ ngỏ cửa cho ngoại giao làm như như kiểu cảnh sát chặn giao thông, nó y như vậy, nó có hình nói như thế để cho nó dễ hiểu, nói như thế để dễ hiểu. Ví dụ như là người ta muốn mua lại sự trung thành của công an thì người ta để cho công an nhũng nhiễu dân như vậy, biết là rõ ràng là chế độ nó biết rõ là công an nhũng nhiễu và ai cũng ghét công an đấy, nhưng mà rồi cần lúc cần trừng trị thì họ cũng chỉ trừng trị đến mức độ rồi rồi rút kinh nghiệm gì đấy, tức là cho một chút chừng mực nhất định là vẫn có một cái khe hở nào đó để những công an đó có thể để gọi là nhũng nhiễu tiền, gọi là gặm bánh mì của nhân dân, gặm con sâu gặm tiền đấy. Thì phía ngoại giao cũng vậy thôi, ngoại giao thì chắc chắn nó văn minh hơn một chút, văn minh một nó cũng phải vẽ do thứ nọ thứ kia rồi nó cũng gây một tí khó khăn phiền hà nhũng nhiễu, chứ không 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 thể bắt người ta đấy được. Nhưng mà thì người ta cũng mong muốn về Việt Nam, người ta cũng muốn có những cái giấy tờ Việt Nam, do đó người ta cũng phải bỏ qua những đó để mà ấy. Thì thực ra mà nói thì cái này nó là cái cách mà người ta muốn mua cái sự trung thành của ngoại giao đối với, bởi vì thực sự lương của những người mà đi công tác ở nước ngoài cũng ít lắm, rất ít rất ít. Thế thì cái visa đó là một cái visa, nó là một cái thứ mà có thể là bổ sung thêm cho gọi là Chứng thêm 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 thắt vào chứng thêm cho thu thêm nhập. thắt vào cho cái túi tiền của ngoại giao. Thế rồi bởi vì cái visa đó sẽ được 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 chi vào ngân sách nhà nước một ít, rồi một phần còn lại thì chia cho nhân viên ở sứ quán. Thế thì cũng có những nơi thì rất là được, rất khá, thế mới gọi là thì có những nơi thì không không có gì cả. Thí dụ như là những nơi heo hắt mà không có Việt kiều, cũng như là không có người ta không có ai đi du lịch cả, thì visa cũng chả có cái gì cả. Thì những nước gọi là đấy là những nước tồi, những nước tồi. Còn những nước như nước Mỹ, nước Pháp thì đó là những nước ngon. Thì đôi khi là người ta còn phải chia cả cái đó cho nhau nữa, tức là những nước ngon thì phải chia một ít cho những nước nước tồi. Thì đấy nó cũng là cái bệnh của Việt Nam thôi, tức là không thể bằng một cách minh bạch để mà có thể nuôi hết được một cái bộ máy lùng củng như vậy, nó hành chính nó nhiều như vậy. Thế ra đó nó hỏi để ngỏ cho một cái cửa nào đó để cho người ta tự sống được mà người ta tự ấy được, thì do đó là cái chuyện mà nhũng nhiễu nó cũng là từ cái chuyện bỏ ngỏ cửa rồi 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 ấy ra, thì nó là cái bệnh ấy. Thì tôi cũng nói về cái hình ảnh công an nó gần như thế thì mọi người có thể tưởng tượng được. Thế thì nhưng mà tôi cũng phải tự bênh tôi rằng là ngay ngay trên đất nước Thụy Sĩ này rất nhiều người cũng vẫn vẫn còn nhớ tôi là một ông lãnh sự hơi hơi là hơi 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 gọi là hơi gì cho nó gọi là dễ dễ chịu dễ chịu. Ok, và mọi người cũng rất nhiều người cảm ơn tôi. Cũng có thể kể một câu chuyện như thế này. Thực ra thì cũng đã có một Việt kiều, người ta đến người ta nói là người ta mất hộ chiếu mất rồi, à người ta mất hộ chiếu mất rồi, và hiện nay thì người ta muốn cưới một người nước ngoài không có hộ chiếu thì không làm được thủ tục để cưới người ta. Thế thì tôi cũng 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 biết cái tình hình như thế, thì tôi cũng bảo thôi bây giờ thì chị cứ cứ viết cho tôi một cái lời cam đoan gọi là tự tự khai đấy, tự khai tự danh dự đấy, lời khai danh dự ấy. Thì tôi dựa vào cái lời khai danh dự đó tôi sẽ cấp cho chị, bởi vì tôi bản thân tôi tự nghĩ tôi
nếu mà không làm cho chị thì cũng 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 rất là khó cho một đời người, bởi vì chị cũng vất vưởng ở đây, không có giấy tờ, không cưới được người ta thì người ta cũng không giấy tờ, rồi cũng số phận của chị cũng, do đó là chị cứ chỉ cần viết một cái lời khai danh dự tôi sẽ làm cho chị. Thì cũng Hùng cũng làm được 3 4 5 trường hợp như vậy. Vâng, tại Merci. vì đồng chí cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ đó các anh chị, để nếu mà khi mà các anh chị ngồi đến cuối chương trình đó, các anh chị sẽ hiểu vì sao. Bởi vì anh có một cái tính rất là nghệ sĩ, mà những cái con người mà nghệ sĩ tính đó thì thường là phóng khoáng ha các anh chị ha. Hồi nãy anh chị có thấy một cái comment của một vị khách để rằng là cái sự nhũng nhiễu tiền bạc đó ở cái bộ phận mà thị thực visa của các cái bộ ngoại giao ở ngoài này đó là để giúp cho nhân viên cải thiện đời sống. Tuy nhiên là anh Hùng á, thì cho chúng ta hay á, là ở trên trung ương họ biết hết nhưng mà họ lờ đi, họ để mặc như vậy từ bên phía ngoại giao cho tới bên công an, cho tới quân đội, cho tới hải quan. Trên trung ương họ biết hết là có những cái con sâu làm rầu nồi canh như vậy đó, nhưng mà họ vẫn để đó là để họ mua chuộc cái sự trung thành của người ta đối với chế độ. Và mà nhưng mà anh biết không, nó có một cái điều là nó mâu thuẫn là bởi vì các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở trên trung ương đó thì lúc nào cũng là lắng nghe hơi thở của kiều bào, lúc nào là cũng kêu gọi khúc ruột ngàn dặm phương xa hãy lắng nghe tiếng kêu tiếng rên gì của Tổ quốc, tức là ông thủ tướng rồi ông tổng bí thư rồi lúc nào cũng là lắng nghe hơi thở của kiều bào cả. Nhưng mà khi mà kiều bào muốn về thăm quê đó thì đến lãnh sự quán thì gặp ngay những cái khó khăn từ cái phía nhân viên lãnh sự. Thật ra anh chị mới thấy rằng là hiện tại đó những cái người mà làm trong lãnh sự và bộ phận thị thực visa đó là những người đó họ đi ngược lại với cái đường lối và chủ trương của đảng và nhà nước, như thế họ là phản động đấy. Sở dĩ mà anh chị nói cái điều này là bởi vì anh chị biết khi mà mời anh Hùng lên livestream á là sẽ có nhiều các cái đồng nghiệp của anh theo dõi, thì sẵn anh chị muốn gửi một cái thông điệp như vậy, các đồng chí đừng có quên rằng là đảng và nhà nước luôn luôn kêu gọi cái khúc ruột ngàn dặm phương xa trở về thăm quê này, xây dựng quê hương đất nước, mà các đồng chí làm khó khăn cho kiều bào như vậy là các đồng chí đi ngược lại với đường lối của đảng và nhà nước ta, các đồng chí quá là phản động đi. Bây giờ anh chị xin hỏi anh Hùng một câu hỏi khác. Đó là theo anh hiện giờ đó thì người cộng sản đó, họ sợ nhất là điều gì? Họ cũng phải nói là với cái chiều với cái phát triển của internet, với cái phát triển của internet thì phải nói rằng là bây giờ người dân vỡ lẽ ra nhiều điều, và chính bản thân những người cộng sản hiện nay ấy, thì họ cũng thấy rằng là rõ ràng là họ cũng đã có những cái như là nói như là một cái tội ác đối với dân tộc, với đất nước, với dân tộc, với đất nước. Thì họ bị ám ảnh và bị ở cái trong vòng cái vòng luẩn quẩn tiến thoái lưỡng nan, tức là có thể có những người đã nhìn nhận rằng là chúng ta sai lầm, chúng ta cũng đã đi ngược lại lợi ích của nhân dân, nhưng họ cũng rất sợ rằng là mất chính quyền, sụp đảng cộng sản sụp đổ. Thế thì những cái tội ác đó lại sẽ bị trừng trị. Đó là cái luẩn quẩn của người cộng sản, đó là cái lo ngại của người cộng sản. Lo ngại của người cộng sản là gì? Là mất chính quyền, mất 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 sụp đổ. Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, và như vậy họ đứng trước một cái tòa án của nhân dân đối với những cái gì mà họ đã làm gây cho đất nước và dân tộc. Và ngay cả bây giờ cũng cũng vậy, những cái tiến thoái lưỡng nan của họ ngay cả với Trung Quốc cũng 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 thế thôi, cũng thấy rõ rằng là thật ra thì nó bảo họ hẳn rằng là đã đi với Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng không phải chưa 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 hẳn, nhưng mà họ đang lợi dụng Trung Quốc để mà giữ Đảng Cộng sản, và cái sự lợi dụng đó thì bị người người Trung Quốc người ta khai thác ấy, và nó đi ngược lại cái tính toán của các vị.
Do đó là các vị đang đang không những đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đang đang bán đang để cho Trung Quốc lợi dụng ngấm ngầm xâm lấn đất nước Việt Nam. Đấy 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 là những cái thứ mà họ ý thức được, rất người ta rất ý được. Do đó họ rất sợ là mất đảng. Còn đảng còn mình mà, còn đảng còn mình, sợ sợ đa nguyên đa đảng, sợ có một lực lượng, có một cái lực lượng nào đó trở thành một cái lực lượng đối lập, và sợ có nhiều ý kiến khác nhau. Do đó là thực ra thì phía ở Việt Nam nó cũng có một cái, nhưng là người ta cũng đã gọi là Thiên An Môn này, rồi các rồi Ba Lan này, rồi các nước Đông Âu này sụp đổ này, rồi Tunisia này, Ai Cập này, tất cả những thứ đó họ 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 đã được họ được và họ rút kinh nghiệm, và họ đã rút kinh nghiệm, và bây giờ cách mà người ta đang đang làm đó là họ rút kinh nghiệm những cái đó. Nhưng mà cái rút kinh nghiệm đó là chỉ có nó làm cho cái chế độ nó tàn ác hơn thôi, nó tàn ác hơn, rồi bắt bớ, rồi đe dọa, rồi đàn áp, để cho làm gì, để không thể có một cái lực lượng nào có thể xây dựng thành một lực lượng để mà có thể đối trọng lại với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là cái điều họ lo ngại. Và cảm ơn anh. Bây giờ trước cái tình hình mà nợ công ở trong nước mình cao ngất ngưỡng như vậy đó anh, thì anh chỉ thấy song song đó ở bên ngoài này những cái tình hình khó khăn như là thông thương thương mại với Việt Nam với Mỹ, rồi Việt Nam với châu Âu rồi đó. Thì trước những cái áp lực và những cái sự trừng phạt như vậy, cái lĩnh vực về kinh tế, thì anh nghĩ là Việt Nam chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng vỡ nợ hay không? Và nếu có thì nó sớm hay không? Câu hỏi này thì cũng kinh tế quá, thành ra là thì thế, nhưng mà tôi cũng chính trị hóa cái kinh tế nó đi thì tôi thấy thế này. Thực ra thì với quan sát cái tình hình hiện nay thì phải nói là Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính quyền hiện nay rất là khó khăn, rất là khó khăn, khó nghĩa là về về tất cả các mặt, về tất cả các mặt, thiếu nợ, rồi nhân dân, các thứ, tức là tất cả các mặt. Thế nhưng mà họ ấy cũng 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 có cũng xây dựng được một cái thế để mà có thể trụ trong một cái thời gian nhất định nào đó. Thế do đó là tôi nghĩ rằng là hầu như chưa chưa một sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, có khi thôi, tôi có nghĩ, tôi phán đoán như thế, là có khi nó sẽ gắn liền với một cái sự sụp đổ về kinh tế, như mà anh Chi đã nói về 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 cái vỡ nợ công, về cái vỡ nợ công. Thì đấy, thì cái cảm tưởng của tôi rằng là có lẽ, bởi vì cái gì, thực ra thì chả có ai có thể phán đoán được nó là ở thời điểm nào cả. Bởi vì nếu mà phán đoán được thời điểm nào thì Liên Xô chắc nó cũng không sụp đổ, các nước Đông Âu nó cũng chả sụp đổ, bức tường Berlin nó cũng chả sụp đổ. Nếu mà người ta phán đoán được, người ta làm mọi cách để mà người ta đã chặn đã, ngăn chặn thì cũng không sụp đổ. Nhưng mà có những cái thứ nó sẽ sụp đổ, nghĩa là một cách bất ngờ, một cách ấy, thì tôi phán đoán rằng là rất nhiều khả năng là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ bằng 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 một sự sụp đổ về kinh tế. À, Anh gì ạ? cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đối với người dân ở trong nước đó, thì qua các cái phương tiện truyền thông, báo đài truyền hình của nhà cầm quyền đó, thì họ thấy rằng là nước Pháp và Tổng thống Pháp mời đồng chí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản sang thăm và làm việc. Trong trong hình ảnh rồi báo chí ở bên nhà đó họ đăng tin rất là rầm rộ. Mà anh Chi thấy rằng là hầu như các cái quan chức cấp cao nào của nhà nước ta mà đi đi công du nước ngoài thì cũng được truyền thông ở trong nước làm quá. Thì với cái tư cách là một cái người làm việc trong cái lĩnh vực, đã từng làm việc trong cái lĩnh vực ngoại giao đó, thì anh có thể chia sẻ về những cái chuyến đi của các lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta khi mà đến thăm những cái nước ngoài này không? Có thực sự là giống như những cái gì mà báo Thì đài ở trong nước người ta vẫn làm rầm rộ không? cảm ơn anh Chi, nhưng mà thực ra thì ở trong ngành do đó thì cũng có một
cái biết về cái những cái sự chuẩn bị những chuyến đi như thế này, thì cũng 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 nói với mọi người, cũng mọi người là xin tham khảo thêm cái bài viết mà Hùng viết gần đây trên Facebook của Hùng ấy, tức là vài hàng về chuyến đi của ông Trọng tại tại Pháp đó, thì nó cũng sẽ nó cũng rõ hơn một chút, rõ hơn là cách của Hùng nói mấy câu ở trên này. Tuy nhiên thì Hùng cũng phải thấy rằng là ông Trọng thì quan sát thì ta thấy rằng là cái thế của ông Trọng nó đang 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 lên rất mạnh, và nó thể hiện được cái là họ phía ngoại giao đã phải làm mọi cách để ông có thể, thứ nhất là ông để đi Mỹ, ông đi Mỹ vào cuối vào cách đây khoảng năm vào năm năm gì đấy, thì hơn hơn 5 năm rồi đấy. Thì phải nói là cái chuyện đi Mỹ cũng rất là khó khăn, bởi vì đây là lần đầu tiên mà một đảng cũng đảng bí thư đảng bí, tổng bí thư đảng đi thăm mà nước 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 Mỹ, thì do đó là họ đã bỏ rất nhiều tiền để mà phục vụ cho cái chuyến đi đó. Mà nhớ, nhưng cái mà chúng ta không biết, có lẽ chúng ta và rất nhiều người không biết, cũng có khi cả những người trong 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 Bộ Ngoại giao cũng có khi không biết về những cái chuyện họ phải bỏ tiền ra để mà tạo ra những chuyến đi như thế, tạo ra những chuyến đi như vậy. Thế và họ cũng phải dùng hết nội lực của họ đối với Mỹ để mà có thể có được chuyến đi Mỹ cho ông Tổng Bí Thư, mà từ đầu nói là không tiếp ở trong tòa Nhà Trắng, nhưng mà cuối cùng thì cũng tiếp trong Nhà Trắng. Thì phải nói là phía Bộ Ngoại giao họ cũng làm rất giỏi trong cái này, họ ấy cũng ấy, nhưng mà cũng phải nói rằng là tôi cũng nghi ngờ rằng là họ sẽ ông phải bỏ rất nhiều tiền để mà làm được những việc này. Thì cũng tương tự như thế thôi. Thì gần đây thì ông Trọng trước kia tức tổ chức tổng bí thư ấy, thường thường là chỉ đi Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, rồi một vài nước ấy nào đó, thường thường ngày xưa là như vậy, Campuchia, Lào, bây giờ là đi sau Mỹ lại đi Pháp, tức là một đi một nước Mỹ rồi mà đi một nước Tây Âu. Thì phải nói rằng là đây là cái đó là đó nó có chủ đích của họ hết. Chỉ đủ chủ đích thứ nhất là cái vai trò của ông Trọng đối với trong trong nước và trong nước, thì vì vì là nó cũng có thể là học Tập Cận Bình rằng là sẽ đưa hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước vào cùng một là một, và nó tạo cái tiền lệ cho người ta thấy rằng là ông Trọng là nguyên thủ quốc gia, là nguyên thủ quốc gia trong cái ấy, tức là đã chuẩn bị cho cái tư thế rằng là dồn hai cái chức nó vào là một đấy, và dồn cho ông Trọng ấy. Thứ hai nữa là cũng người ta cũng gọi như là kiểu như là khôn ngoan trong ngọc ngọc kép đấy, tức là gọi là dùng mọi cách, dùng mọi gọi là gọi vận hết nội công lên để có thể đi được Pháp, để mà sao để mà thấy rằng là à này Mỹ nhá, Mỹ cũng tiếp tổng bí thư nhá, Pháp cũng tiếp tổng bí thư nhá, tức là họ rồi ấy, tức là họ công nhận cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái đất nước Việt Nam, cái độc tài của Việt Nam. Thì đấy cũng là cái sự khôn ngoan, cứ cũng họ cũng làm bằng mọi giá, bằng mọi thứ tiền, bằng 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 mọi cách, có thể thấy là Pháp người ta đón đón tiếp cũng rất mức độ, đúng không? Thì nhưng mà tất cả những cái thứ đó đều mặc cả hết rồi, thành ra là phía Việt Nam không không lấy Đúng đó, rồi. lấy gì làm không hãnh diện đâu, và họ, bởi vì họ mặc cả với nhau hết rồi, thành ra là cũng không, không không có bất ngờ gì đâu anh chị ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Tại vì cái đường truyền nó hơi chậm, nhưng mà tại vì là anh chị đang mãi suy nghĩ về cái điều anh nói. Anh chị đang mãi suy nghĩ về hai cái chữ thông minh mà anh để trong ngoặc kép. Và anh chị nãy giờ ngồi nghe anh nói mà thấy đau quá. Và không biết là đồng chí ấy có nhột nhạt hay không khi mà đồng chí ấy quá thông minh trong ngoặc kép như vậy. Thực ra đó, khi mà bỏ ra một số tiền quá lớn để mà vận động, cho thấy rằng là đấy, ngày hôm nay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản mà cũng được đế quốc Mỹ đón tiếp, rồi thực dân Pháp đón tiếp, thì quả là
Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đấng anh tài hào kiệt đấy. Nhưng mà thưa với lại các anh chị á, là để mà bỏ ra một cái số lượng tiền như thế mà vận động đế quốc Mỹ và thực dân Pháp đón tiếp Đảng Cộng sản Tổng Bí thư đó, thì phải nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng phải mang ơn người dân, bởi vì tất cả những cái số tiền mà họ bỏ ra họ vận động cái đó hoàn toàn đó là tiền ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của người dân chúng ta mà thôi. Một câu hỏi cuối, anh Hùng còn thời gian không ạ? Anh Hùng còn được bao nhiêu thời gian nữa? Thì vừa còn còn 5 5 phút nữa, 7 phút nữa. 7 phút. Vâng, bây giờ như thế này, từ cái lúc mà anh bỏ đảng, anh tị nạn tại Thụy Sĩ, thì anh có sinh hoạt với cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn ở tại Thụy Sĩ hay không? Có chứ đệ, không không làm sao mà độc lập được, làm sao mà mình đã từ bỏ đảng sang 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 đến bên này thì phải có cái tham gia để mình nói được những cái gì mình suy nghĩ, rồi mình có thể đóng góp được cái gì để cho những cái sự bỏ đảng của mình, bỏ chế độ của mình nó có ý nghĩa chứ, phải phải tham gia chứ, tham gia nhiều đằng khác. Hết sảy hết sảy, cứ hễ mà đó, bất kỳ ai trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà từ bỏ đảng quay lưng lại với đảng là coi như trở về với chính nghĩa quốc gia cả, phải không anh? Cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Bây giờ anh chị xin thưa với các anh chị như thế Chị. này, anh Đặng Xương Hùng của chúng ta đó là cháu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, là tác giả của hai ca khúc Con thuyền không bến và Giọt mưa thu đó. Thì anh có thể đôi lời nói sơ qua về cái truyền thống, cái tinh thần âm nhạc ở trong gia đình, và sau đó anh có thể đàn và hát tặng cho khán giả của chương trình Khôi phục tâm thức Việt một ca khúc được hay không ạ? Anh Hùng đàn guitar và hát rất hay nha các anh chị. Cảm ơn anh. Rồi không không khiêm khiêm tốn thôi, khơ khiêm tốn thôi, tức là thích hát thôi, thích hát thôi. Thì ông Phong, thì ông Phong là chú của Hùng, thì nó thuộc ông mất quá sớm, lúc đó thì biết mất năm 1942, thì phải nói là khi đó ông mới mới 24 tuổi. Ông sinh năm 1918, mất 24 tuổi. Thì ông Phong cũng phải nói là với rất ít bài hát, giống như là một nhạc sĩ tài ba nhưng mà bạc mệnh. Thế thì Hùng xin hát nhá, xin hát cho mọi người. Và Hùng xin năm Vâng. bài như thế được chưa? Vâng, rất là tốt anh. Có nghe được không? Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân? Rồi
giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời một thời. Em có hay để London, để Geneva, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Anh đã mơ ngày hát câu hồi hương. Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ là thứ xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng cánh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh vỡ nơi này vẫn luôn chờ mong, rời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều máy bay, thì niềm đau thương bí hận tràn đầy, gượng nụ cười ngọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời một thời. Em có hay những thành phố đã đi qua, để Paris, để London, để Viên, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều máy bay, nhìn niềm đau thương bí hận tràn đầy, gượng nụ cười ngọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời một thời. Em có hay Messi? Cảm ơn anh Hùng rất nhiều, cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Anh Hùng ơi, nãy giờ những cái vị khán giả của chúng ta đó, họ viết comment, họ muốn là một hôm nào đó anh sắp xếp nhiều thời gian hơn, anh quay trở lại với chương trình nha. Ok, Maxi. Thôi, dạ, nha, đến giờ rồi. Rất nhiều nha. Đến giờ rồi, cảm ơn anh Chi và cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn anh Hùng, chào anh Hùng nha. Cảm ơn, chào tất cả mọi người.